đúng rồi. Có cái cồn cát. Rồi. Từ cồn cát cái lên khoảng chừng 15 mét nữa. Rồi đây này anh, đây đúng rồi anh. Anh tấp tấp vô đây giùm em cái. Chỗ nào? Rồi đó. Sáng ở đó bên kia trong thế thể sao nghe tiếng còn thấy người đâu người ta đang tưng bừng mà đón dâu gọi đó ơi mớ đồ gọi giùm chiếc cano trời ơi 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 dạ. Ủa mà làm gì mà đứng dưới đó vậy em gọi đò trời trời hay quá vậy em đò trên đò vừa có đò mà vừa có trai nữa trời ơi trời mày quá tới đúng rồi. Từ 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 từ. Rồi em cảm ơn anh nha. Từ tháo cái ông hào lại cái đó. Cảm ơn người đưa đò. Trời cảm đất ơi. Chú. Ủa sao tự nhiên sáng nay đứng như nó vậy? Đợi bảo đó. Đợi thôi mà đợi gì mà đứng làm cái gì? Thì phải ngồi trên này người ta mới thấy chứ. Tính núp lụm chả làm cái gì? Đợi bảo. Chỉ đợi bảo thôi hả? Bảo bây giờ bảo tới rồi xuống giúp, chứ. Giúp đưa xuống. Trời ơi. Trời như vậy? Ai vậy? Đó. Trời ơi. Sao mà đứng cứ tướng ngầu quá vậy? Xin giới thiệu, đây chính là cây mã non. Chính là cây mã non. Chính là cây mã non. Ngoài trên đám mã non, sao không đi sớm, anh còn đợi ai? Cây mã non. Tầm bậy. Chúng ta hãy thời trang nào. Nón LA. Là nón lá à. Nón LA. Chúng ta hãy đội cái chiếc nón LA vô. Em tưởng cái nón này nón LV chứ. Không, LA là làm giường á. À cũng đúng luôn. Em muốn gì cũng được. Nón là nón LA muốn... Dài mới là dài LV ra. Dạ. Em mình đứng mình xịt chỗ nhẹ hoài nó chết mà. Em ơi. Qua đây. Cái gì mà chỉ cho nhau luôn kìa. Chúng ta được nửa cánh đồng rồi các bạn. Quê hương em con gái ao bà ba gánh mà non. Em bất lực ghê luôn quá, làm sao anh có thể ở với chị được vậy hả anh Đạt? Thấy sức mà chịu đựng anh ghê không? Quá ghê luôn, xuất sắc. Phụ vợ tôi luôn nè. Trời, giống như phu thê giao bái vậy đó. Một lần nữa được cưới nhau.